về cứu Dương Phi, bổn Dương không tiếc mọi giá. Được, Lão Phu lại muốn xem đứa cháu được mệnh danh chiến thần thiên khải này là cô ta rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Trừ Phong dẫn lý. Giết sạch thù địch. Chiến. Bắn pháo. Xông lên. Nhưng vậy cái hồ đồ này vì thiên ca cứ đây là muốn khiến bao nhiêu người mất mạng. Không ngờ Diệu Vương điện hạ lại để ý Dương Phi như vậy, điều động binh mã tàu thuyền này có thể hy sinh với một trận chiến diệt quốc rồi. Đúng thật là xung quanh nhất nộ vì Hồng Nhan. Nguyễn Thanh ơi, Nguyễn Thanh, cứ có biết bổn quận chúa nhớ ngươi cỡ nào không? Nếu ngươi có thể quyền quận chúa không hay rồi, trưởng công chúa phái người đến cấp báo nói là cấp báo cái gì nghe. Nghe nói là phụ thân quận chúa đã bắt cóc Diệu Dương Phi. Cái gì? Nguyễn Thanh bị phụ thân ta bắt cóc rồi. Tại sao? Nó muốn làm uy hiếp để Diệu Dương điện hạ đồng ý hòa ly với Diệu Dương Phi. Sau đó lấy quận chúa cái gì để quyền cảnh Diệu hòa ly với Nguyễn Thanh, sau đó bắt quyền cảnh Diệu lấy tên lấy ta. Phụ thân ơi là phụ thân, ơi đúng là hồ đồ mà. Sao ngươi có thể bắt quyền cảnh Diệu lấy ta chứ? Người ta muốn gả là Nguyễn Thanh nha. À, quận chúa, ngài đang nói cái gì? Sao ta cũng nghe hồ đồ rồi.
Ai ra mặc kệ thế nào, quận chúa mau đến Đông Hải một chuyến đi. Nghe người của trưởng công chúa nói Diệu Vương điện hạ và phụ thân ngài đang chiến đấu trên biển, chết rất nhiều người. Hả? Đau quá nơi này, là xem ra trận vận may không tệ, sống sót trong mưa bão trôi lên đảo rồi. Chỗ này là xem ra vận khí không tệ, trong sấm chớp mưa bão sống sót trôi dạt đảo rồi. Ai mà tên này vẫn còn sống, nhưng mà xem ra là lúc thiền đã bị rã, đã bị thương. Xem ra bạn của bổn thiếu gia không đáng chết mà. Xem ra vận khí của kim ti tước cũng không tệ. Đúng vậy. Vui mừng sớm rồi. Vết thương của bổn thiếu gia vậy mà lại bị sưng rồi. Chỗ này mặc dù không phải quan đạo nhưng vết thương của bổn thiếu gia lại cần tiêu sưng ngay, nếu không một lát sau sợ là khó tránh khỏi cái chết. Sò mai này không tệ nha, này mặc dù biết kim ti tước yêu thích cái đẹp nhưng cũng phải chia trường hợp chứ. Bổn thiếu gia ngàn cân treo sợi tóc, ngày hôm nay ngươi lại đang lụm đó sò đẹp. Bổn Dương Phi có tên gọi là Nhuyễn Thanh, yên tâm đi, dù thế nào ngươi cũng là anh trai của dân thiên ca, bổn Dương Phi tự khắc sẽ tận tâm cứu ngươi. Chẳng qua là sau khi cứu ngươi, ngươi không được quy hiếp ta nữa, phải đưa ta về Thiên Khởi Quốc mới được. Được lắm, Nguyễn Thanh nói toàn lời hay, nhưng mà chúng ta ở nơi quan du hẻo lánh, đã đến không có lửa, cũng không có thuốc. Ngươi nói tận tâm cứu ngươi không phải đi tìm người giúp đỡ, mà lại là đang nhặt vỏ sò đẹp. Hòn đảo này không thể nhìn thấy được cái khu vực biên giới rộng lớn. Nếu như bổn vương bị mù quáng thì đi tìm người. Sao là lúc quay về con trai Đông Hải bá chủ, ngươi đã ngạc lắm rồi. Cũng may là bây giờ thời tiết không tệ, ánh sáng mặt trời vô cùng mạnh. Rồi ai làm để ăn? Mấy mảnh vỏ sò này không những to mà bên trong ánh sáng còn rực rỡ, có hiệu quả phản quang rất mạnh.
Nếu như lấy những thứ ánh sáng phản quang này tụ lại với nhau, lấy thêm một ít cỏ khô, có lẽ có thể tạo ra lửa. Ngươi nói cái gì? Ngươi nhặt vỏ sò là để tạo ra lửa? Bổn thiếu gia từ nhỏ đã ở trên bờ biển thiết thủ, còn chưa từng nghe qua có người dùng vỏ sò tạo ra lửa. Phản quang tụ lại với nhau là có thể tạo lửa. Đây là đạo lý gì? Xong sinh tồn nơi hoang dã quan trọng nhất chính là tạo ra lửa ngay. Không sai, sinh tồn nơi hoang dã quan trọng nhất là chính là tạo ra lửa ngay, nhưng mà cái này có dễ gì đâu. Con dâu hải tặc thủy thủ bởi vì thuyền bị hỏng trôi giặt đến quan đảo, kết quả đều vì mất đá lửa, không cách nào tạo ra lửa mà bỏ mạng. Nhưng quý phi sống trong phê cát này lại có bản lĩnh này, nó có thể làm được chuyện mà vô số hải tặc thủy thủ không làm được, quả thực là khiến người ta không thể tưởng tượng được. Tiếp theo chính là phải nấu nước biển này. Trong nước biển toàn là muối, cho dù là sau khi nấu chín cũng không uống được. Cảm ơn nhắc nhở, nhưng mà bổn Dương Huy không phải tên ngốc. Cảm ơn các bạn đã xem hết bộ truyện này nhé. Các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Bye bye, see you again.